Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Ở thử thách thứ hai của chương trình là một thử thách quen thuộc với những câu hỏi hóc búa và buộc người chơi phải trả lời thành thật. Nếu không thành thật, buộc là phải bị phạt. Hình phạt là gì vậy MC? Thấy chai nước mắm không? Ủa nước mắm hả? Dạ đúng rồi. Chị ớn nãy giờ á. Lần trước là mình có muối, không ai sử dụng hết, cho nên là mình quyết định thay bằng nước mắm. Tại sao cứ chương trình có nước mắm là lại đẩy em lên trước vậy ta? Nhưng mà thật sự là hôm nay em lên đây để mọi người hỏi thoải mái em trả lời, bởi vì em là một người sống. Thật sự chưa có lỗi với ai hết. Chắc không? Hôm nay hỏi cái gì em trả lời đúng với con người em sống là thật. Rồi mời anh Lâm lên hỏi Khoa. Sao anh em mình cứ phải tương tàn hoài thế nhỉ? Đúng rồi. Bún đậu của Mạc Văn Khoa vừa mắc vừa dở, không ngon. Chứ là nó dần nói nhưng mà dần viết không. Anh hỏi có thể bớt nhấn lại không? Anh em mình cùng làm nghề với nhau mà. Em làm chứng nha. Cái dùng không ngon đó là Lâm thêm. Đó em phải tự phạt em. Thôi một thôi. Không em xin lỗi. Em không, lại không xin lỗi Khương vậy hết được. Hết rồi. Em nói cho làm cho người ta bị tổn thương. Yêu cầu em bị phạt. Thì rót em ly nước mắm. Rồi. Này để em sướng hành. Sướng rồi. Gì cái tội. Đọc thêm bớt. Đưa đây coi. Đưa tờ giấy trời coi. Trời mọi người nghe mùi gì không? Ủa mà đúng mà chị. Dạ kính thưa quý vị, câu hỏi của Mạc Văn Khoa. Dạ mời bạn chuẩn bị trả lời. Nếu bạn trả lời đúng rồi có nghĩa là bạn nghiễm nhiên đồng ý với câu hỏi của chúng tôi. Bún đậu của Mạc Văn Khoa bán vừa đắt vừa không ngon đúng không? Đúng cái nghe, câu hỏi nó nhẹ nhàng. Trời ơi. Anh Lâm hồi nãy do chị. Bún đậu của Mạc Văn Khoa vừa mát vừa ngon. Mấy cái câu mà nhẹ nhàng vậy ta mời Mai Phương Thúy đọc. Chứ ai mời Việt Hương vô đọc mấy câu này hết. Trong lúc này em tới gia gì? MC hỏi một cái người bạn diễn của em. Đúng rồi. Em không có được nhấn nhá mà chà đạp người ta như vậy. Rồi uống đi, còn gì nữa, có lỗi, xin lỗi đi. Quý vị ơi. Em xin lỗi. Em xin lỗi tất cả mọi người. Bởi vì trong tất cả các cuộc đời, lỗi gì cũng được. Anh. Nhưng mà cái lỗi gì? Cuộc đời là chỉ có một thôi, chứ không có các cuộc đời. Cọc. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời, lỗi nào chúng ta cũng có thể vấp phải được. Nhưng lỗi mà đạp đổ chén cơm của đồng nghiệp, lỗi đó không thể nào tha thứ. Nên ngày hôm nay, với một ly nước mắm như thế này. Nước mắm thường ta hay bỏ miếng ớt vô lắm cho dễ ăn. Em làm miếng ớt. Đó bỏ vô. Còn bỏ miếng đó. Vô. Ê, cái này mà có bún tươi ha. Này chấm bánh xèo ngon nè. Ờ dắt cái chanh vô. Đó. Ủa anh lên đây pha chế hả anh Lâm? Cho nó đỡ mặn. Rồi em lắc như bartender coi. Mà em văng nước mắm một cái là em uống thêm một ly nữa đó nè. Chương trình gì mà sân khấu toàn mùi mắm không à? Thôi anh quá. Em sáng sớm dậy sớm ăn sáng mặc đồ đẹp trang điểm xong tới đây uống nước mắm. À, đọc lại nè. Bún đậu Mạc Văn Khoa bán vừa đắt vừa không ngon đúng không? Đúng rồi. Bỏ sự nghiệp mình luôn. Không, ai tới ăn sẽ hiểu ạ. Chính quán đóng cửa hết. Đâu có đâu. Chứ vợ nói vậy ai dám vô nữa. Đâu, đắt hay không là mình tới mình ăn chứ. Có nhiều người mà đắt sắc ra miếng, nó ngon sao? Chị dân cứu Khoa, dạ. Mà nãy giờ em không thấy chị cứu em một lần. Không, tại cái nết của em, mình phải hỗ trợ cho bạn của mình. Chứ đâu mà tự nhiên em cái mặt của em rút thái độ. Nhưng nếu mà cái người mà người ta hỏi người ta cho đã mà ta trả lời đúng rồi là cái người hỏi bị uống á. Ai mượn hỏi chi cho ta trả lời đúng rồi. Chị mày giỡn hoài. Chị quá trời giờ lát của chị đó. Em nghĩ là đổi đi. Để dành anh Lâm hỏi chị Hương cho cái mối thâm thù nó thêm mặn. Đúng rồi, cho em hỏi chị Hương ra. Không, chị nghĩ là ăn ớt ăn chanh cặp cho đôi môi nó hồng hào. Trời ơi, Lâm ngầu quá vậy. Lâm ngầu quá Lâm. Đi, lấy một trái thôi, lấy chị hai trái. Ôi thiệt hết Lâm. Em nói chơi mà. Chút nữa mà thấy cái môi anh Lâm mà nó tràn lên lỗ mũi là hiểu rồi. Noel năm nay sợ quá vậy. Em muốn mấy nước vô cho đỡ cay không? Em có bơ chị. Anh lấy miếng chanh xác vô miếng thịt bò. Đó, cái đó mới là, cái đó mới phạm luật. Trời ơi, ghê quá anh ơi. Nóng quá. Trời ơi. Đổ mồ hôi mồ kê luôn á. Tiếp à. Tiếp à. Mạc Văn Khoa thấy nam em đẹp hơn vợ mình đúng không? Đàn ông của gia đình nè.
Sự thật là nam em đẹp hơn vợ em thật. Nhưng mà trong mắt em ấy, vợ em lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Không một người phụ nữ nào trên thế giới, trên hành tinh này có thể đẹp bằng vợ em. Vậy là vợ em ở nhà đẹp hơn nam em đó. Đúng rồi. Nói một bậy một cái là về là chết liền. Em xin phép mời người khác lên. Chị Hương kìa. Chị Hương dạ. Rồi lên. Nè em nhìn cái bờ môi của Dương Lâm nè nha. Rồi em biết cái nết đọc cho nó đàng hoàng. Đọc đừng có nhấn nhá rồi cái môi nó sẽ như vậy. Dạ nhờ chị ngồi đây là chị nhấn nhá riết em mới vậy đó. Mà cái này là do ăn ớt thôi. Còn em là bị quánh cái mỏ đỏ đó. Là chị đòi đánh em. Chứ còn gì nữa, chị có vỏ đó. Không sao. Kính thưa quý vị, và bây giờ đến với phần bộ câu hỏi của Hoa hậu Việt Hương. Mời cô bước lên sân khấu. Cảm nghĩ khi cô đến với chương trình này là như thế nào? Rất vui, rất thú vị. Đặc biệt là đứng kế những người đẹp trai để diễn cùng với họ thì mình cảm thấy mình rất là hưng phấn. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng câu hỏi vẫn rất khó nhé. Thật lòng, Việt Hương thấy ông xã của mình lăng nhăng đúng không? Đúng không? Hồi nãy đây chị nói mạnh lắm mà. Hồi nãy dạng miệng lắm mà. Ô chị tôi có một đúng cái ánh mắt suy nghĩ lăng nhăng hả? Đúng rồi. Không. 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 Trời ơi. Chị có được quyền không? Được quyền chọn hả? Rồi, lát chanh là không có ăn chanh nữa, là ăn khác. Cái này chua. Đây chua. Trời ơi, cái chanh nào mà không chua. Bảo vệ anh đó Phương. Trời, dằn lại, dằn lại, dằn lại. Câu hỏi tiếp theo đó là Việt Hương không thích đàn ông để tóc dài đúng không? Hết rồi, hạnh phúc gia đình. Trời ơi, hay hết trời rồi. Không thích đàn ông hay không thích chồng? Không thích chồng mình để tóc dài đúng không? Trời ơi, hỏi kỹ vậy. Ờ, chồng thì nó hơi kỹ ha. Còn nếu mà đàn ông thì Hương trả lời đúng rồi liền luôn á. Còn chồng thì hiểu nước mắm đi. Đấy. Không, không nên. Ăn ớt đi. Không, mình cũng nhiều khi mình cũng không thích chứ. Nhưng mà tại vì cái mặt không thể tích hợp cắt tóc ngắn hay sao? Đúng rồi. Chị lật lọng quá. Quá trời nhà chị nghe bùng binh. Hết rồi. Nam em, chị cho nói chuyện mình em thôi. Em thấy chồng chị để tóc dài đẹp không? Dạ đẹp. Đó, người ta cần chồng chị đẹp thôi chứ chị đâu có cần. Trước sau chị cũng đã sợ hủng rồi. Cho nên ví dụ như nam em nhìn vô hoặc là phụ nữ hoặc ai nhìn vô nó ờ chồng chị Hương coi được, coi đẹp là được rồi. Đó, chị chỉ khẳng định người phụ nữ khác, còn tụi em coi như bỏ. Là một người cho qua luôn à? Thế còn chị trả lời đúng rồi mà. Người ta chị lớn rồi, qua luôn chứ anh Lâm lớn rồi. Nó trả lời thuyết phục quá trời. Phi là một người rất là lanh và rất là nhạy bén. Yeah. Diễn rất là tốt và đặc biệt ở sân khấu là Phi được một lượng khán giả rất là lớn. Tại vì cái năng lượng Phi rất là nhiều. Mà diễn với Thuận á, sân khấu là 7 năm. Phi chưa bao giờ công khai bạn gái. Nhưng mà em với anh Phi không có gì đâu nha. Nhưng mà em với anh Phi không có gì đâu nha. Đó, có ai hỏi đâu. Nói gì thì chưa đủ áp lực chứ sao, còn nói gì nữa. Thật ra anh với anh Phi không có gì hết. Nhưng mà lâu lâu là ở bên nhà em là anh Phi qua đốt nhang cho tổ tiên nhà em. Ủa mà tự nhiên anh qua nhà em. Tại sao không qua nhà Dương Lâm hay là Mạc Chanh Khoa đốt nhang? Nè nhà chị ngay quận 10 luôn, không ra ngang tắp nhang hết trơn à. Chắc em ít đi đường đó. Ở đường có sao. Câu hỏi sẵn sàng nha. Hoàng Phi sẵn sàng nhảy sexy để quyến rũ Thuận Nguyễn đúng không? Đúng rồi. Anh tự nhiên Lâm quay qua hỏi em là ủa hai đứa quen nhau hả? Gì anh Lâm? Anh Lâm, anh Lâm hỏi câu gì mà? Hỏi em là hai đứa quen nhau hả? Làm sao biết được? Sao vậy, sao vậy? Bình thường mà. Em với Thuận quen nhau đã rất lâu rồi. Mà Phi là nó xạo lắm, nó có cái miệng á. Dạ, đúng không? Rồi nhảy đi, đừng có nói nhiều. Đây, đại vậy cơ, chưa đủ quyến rũ em hả Thuận? Chưa. Trời đó, tội anh còn nhiều lắm. Hỏi đi em. Chúc mừng anh. Bây giờ Hoàng Phi sẵn sàng tái hiện lại nụ hôn người nhện với Lê Dương Bảo Lâm đúng không? Uống nước mắm đi, uống nước mắm đi. Đôi môi này chanh cơm với cá, có bao lần hôn được má ai đâu. Ok thôi, em làm một ly khổ qua hâm nóng tinh thần đã. Uống nước mắm đi cho nó đồng điệu với bạn bè. Mắm gì nữa? Mắm cho đồng điệu bạn bè hả? Ủa rồi. Trời ơi, nước mắm mà làm chứ. Chúc mừng anh. Ôi nhiều quá, nhiều quá em ơi. Nhiều thiệt á. Không sao, em dần sữa biển, em uống được mấy này. Nhiều quá. Rồi được rồi em ơi. Trời ơi. Anh,
Như em thấy cái chương trình này là biến đổi giới tính làm sao á. Thực sự đi anh. Ủa cái gì vậy? Ủa sao giờ anh đưa em đọc luôn rồi chị? Em thấy cái này anh tự đọc đúng hơn, em không thích đọc. Nhìn Hoàng Phi hầm hố như vậy thôi chứ hay khóc về đêm đúng lắm không? Đúng không hay là đúng lắm thôi? Nhìn Hoàng Phi hầm hố vậy thôi chứ hay khóc về đêm lắm đúng không? Đúng à? Không sao, không sao. Chuyện gì làm anh khóc? Sao khóc vậy? Lâu lâu đi diễn kịch về khóc chị. Tại sao? Diễn không được, về khán giả kiểu mình nghe cái chàng vỗ tay cuối mà khán giả không vừa lòng cái mình quạ ông lòng, cái tối về tức khóc. Có ai có cái ức đó chưa? Buồn, em bị buồn, bị rây rứt chứ chưa khóc về cái đó. Khoa có bị không? Có bao giờ em chảy nước mắt trước mặt vợ em không? Vợ em đẻ là em có chảy nước mắt trước mặt vợ em. Ờ. Và sau khi chảy thì vợ em không nói đâu, chỉ thẳng tay vào mặt em là đẻ đúng một đứa thôi, không có đứa thứ hai. Đẻ lần đau quá chị ạ. Vậy hả? Tới bản thân chị mà cũng còn có lúc chớt mà. Đặc biệt là quay phim á. Tự nhiên lúc đó tâm lý nó không có đủ á. Trời ơi, mình về mình tiếc. Mình về mình nhìn kiến, mình tập á, mình thấy mình làm được kìa. Mà tại sao lúc mình làm kiếm được cái mình bị ức? Nhưng mà em thấy cái cảm xúc mà ức á, ừ, sau khi lần mỗi lần diễn như vậy á, nó vẫn tốt á chị. Có nghĩa là mình vẫn còn cái sự sáng tạo, vẫn còn muốn làm nghề. Dạ đúng nghề. Rồi. Còn lắm chị, có khi nào chị chửi em xong gì vậy chị ức không chị Hương? Không bao giờ em. Chị phải uống nước mắm mới về, có ức gì vậy đâu chuyện đó chị Hương. Chị có ức là ủa sao cho nó uống ít vậy? Hả? Nhạt quá. Do anh sao chị Hương mới đối xử chị vậy? Sức của em lên sân khấu nó khủng lắm. Cái nư của em lên sân khấu nó cũng khủng khiếp lắm. Công nhận, đồng ý. Đúng không? Cái năng lượng của em trả ra rất là nhiều. Không bằng Phi chị, năng lượng Phi nhiều lắm. Chứ anh á, em còn phải sợ anh, em sợ nhất là stay. Cú đề ba của anh lợi hại lắm á. Và quý vị ơi, sau khi chúng tôi uống nước mắm, ăn chanh, ăn ớt và những cái câu nhiều khi cũng có ém cái tâm lý để trả lời cái câu đúng rồi, là chốt lại vòng 2 của Tiếp Chiêu Đi Chơi Chi. Một chương trình âm nhạc dễ thương. Cảm ơn các bạn đã đến với Góc Nhỏ Thanh Xuân cùng với Will. Cùng những ca sĩ trẻ, với những câu chuyện chưa từng được kể. Nếu mà đi hát thêm 1 năm nữa không nổi tiếng chắc nghỉ hát. Đó là cái nơi mà em có thể hát được. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được là một người ca sĩ đi hát cho tất cả mọi người nghe. Và những phần trình diễn thăng hoa. Đón xem Góc Nhỏ Thanh Xuân 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.